Một. Linh Ta không gọi Zelda Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong đêm khuya, Lâm Khoa ngáp một cái Trong tay suýt màn hình phát ra ánh sáng Khiến cho Lâm Khoa hai mắt lóe lên lóe lên Thân thể của hắn rất mệt mỏi Nhưng tinh thần phấn khởi Theo Legend of Zelda Brick of the Wild Trên thế giới này chơi tốt nhất hoàn mỹ nhất trò chơi Mặc kệ, chính ta khâm định Cuối cùng thời gian một năm cuối cùng trong tay hắn thông quan. Bởi vì lưu niệm thế giới trò chơi này, hắn chậm chạp không muốn đi đánh cuối cùng bốt Ganon. For Divine Beast, cô rốc, thần miếu thu thập hết, rốt cuộc, tại lần lượt huyết nguyệt tiến đến lúc, truyền đến công chúa Giao ôn nhu kêu gọi. Linh, cẩn thận một chút. Khiến cho Lâm Khoa lần lượt nhớ tới. Có nữ hài một mực chờ lấy chính mình đi cứu vớt. Thế là hắn bước lên cứu vớt công chúa Giao con đường triệt để chung kết trò chơi này. Làm phần cuối âm nhạc lúc đi ra, Lâm Khoa đột nhiên trống rỗng. Lâm Khoa rất hâm mộ và tên hắn cùng thanh âm nhân vật chính linh. Nhìn một chút điện thoại, đã là 3 giờ sáng, ngày mai còn muốn đi làm, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Khoa toàn thân mệt mỏi lên giường, bỗng nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, hai mắt tối sầm. Linh. Linh. Tỉnh lại đi. Đã từng hoa hoa công tử tức vạn phú ông nhà từ thiện nhà khoa học khoa học thiên tài bây giờ phần tử khủng bố tù nhân tony stark chính thương lượng với insen lấy chế tạo áo giáp nói là thương lượng kỳ thật cũng liền chỉ là tony stark phân phó mà insen trợ thủ mà thôi vừa rồi phần tử khủng bố thủ lĩnh đã chạy tới uy hiếp quá bọn hắn một trận còn kém chút để đáng thương insen nuốt vào một viên than lửa cũng rơi xuống thông điệp trong một ngày muốn gặp được đạn đạo hoàn thành. Tony Stark chỉ còn thời gian một ngày, đến lắp ráp áo giáp, cứu vớt chính mình. Tại phía sau bọn họ là một đống phế tích, bên trong đều là chút sắt lá, lò xo so vân. Vân tạp vật. Những ngày qua xuống, Tony Stark từ một cái phú gia công tử, biến thành như cái kẻ lang thang, không có tắm rửa, toàn thân dầu mấy vị, rỉ sắc vị. Tại trước ngực mình nam châm chung quanh, cũng bởi vì vệ sinh vấn đề mà chảy mũ. Tony cúi đầu thời gian quá dài, cổ có chút đau nhức, ngẩng đầu vặn vẹo uốn éo. Thở dài một hơi. Insen, tương lai của ta mang ngươi ra ngoài, mời ngươi ăn trên thế giới xa hoa nhất tiệc. Insen là cái người rất ôn hòa, tâm hắn nghĩ đến. Tình cảnh của chúng ta bây giờ, ngày mai có thể hay không còn sống. Đều là vấn đề. Tiệc gì gì đó, vẫn là đừng suy nghĩ nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng chỉ là hơi cười nói vậy thì tốt ta chờ lúc này sau lưng bọn họ một đống trong phế tích truyền đến vài tiếng động tỉnh tony nhíu mày quay đầu lầm bầm vài câu sẽ không phải là xà a à, cái này trong sa mạc người không có mấy cái xà ngược lại là thật nhiều sau đó trong phế tích động tỉnh càng lúc càng lớn trên đỉnh một ít máy móc thiết bị đều soạt rớt xuống đem Tony cùng Insen làm cho có chút khẩn trương. Lúc này, từ phế tích bên trong duỗi ra một cái tay. Tony hô to lên tiếng. À, phát rộ phần tử khủng bố. Thế mà còn đem thi thể ném ở bên này. Mà Insen đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng đi tra xét. Hắn vừa đi, một bên nói ra. Không thích hợp. Đây cũng là cái người sống. Liền thấy đống kia phế tích, còn có cái tay kia, bỗng nhiên đều bắt đầu chuyển động. Phế tích sập mở, một cái có rực rỡ tóc vàng thiếu niên, từ phế tích bên trong lão đảo bò ra. Thiếu niên này ước chừng chỉ có 14-15 tuổi, toàn thân bẩn thiểu, nhưng không cách nào che giấu thanh tú tinh xảo khuôn mặt, cùng cặp kia chiếu lấp lánh ánh mắt. Giờ phút này người thiếu niên mơ mơ màng màng đứng lên, trên thân ngoại trừ một kiện quần đùi, phía trên treo một khối phiến đá, liền không còn gì khác quần áo. dáng người hơi gầy, nhưng lại rất trắng chắc thiếu niên tóc vàng che lấy cái trán tựa hồ đầu rất đau hô vài câu miệng huyên thuyên nói một chút lời nói insen sẽ thật nhiều cửa ngôn ngữ nhưng vẫn nghe không hiểu mà tony một mặt cổ quái nghe thiếu niên tóc vàng âm điệu nghi ngờ nói làm sao cảm giác hắn nói là tiếng trung insen vội vàng nhìn camera phát hiện thiếu niên tóc vàng vừa lúc ở vào giám thị gốc chết khu vực cho nên thở dài một hơi. Tony trêu ghẹo nói ra. Hai tử đáng thương, ngươi tại cái này xếp trong phế tích làm cái gì? Chẳng lẽ tại tầm bảo sao? Sau đó thiếu niên tóc vàng nhìn về phía Tony, cặp kia chiếu lấp lánh con ngươi, để Tony, Stark, không tự chủ được sửng sốt một chút. Đôi mắt này, khiến cho hắn ở trong lòng, không tự chủ được toát ra một cái từ ngữ. Dũng giả. Loại cảm giác này rất kỳ quái mà thiếu niên tóc vàng kia, trông thấy Tony, lập tức sững sờ, thần sắc sợ hãi. Tony phiền muộn sờ lên cái cầm, ta chẳng qua là không có cạo râu mà thôi, làm sao thiếu niên này xem ta ánh mắt, giống như là đang nhìn quái thú. Ngay sau đó, thiếu niên tóc vàng hoang mang từ bên hông, móc ra một cái tạo hình cổ sơ phiến đá. Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng này, hít vào một hơi. Phiến đá trung ương, có màu đỏ cam đường vân tại tỏa sáng, Hạch tâm là một khối bảo thạch màu lan. Tony cùng Insen liếc nhìn nhau, không biết thiếu niên tóc vàng này muốn làm gì. Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng loay hoay hai lần, khối kia phiến đá lại bỗng nhiên liền biến thành bột phấn. Thiếu niên tóc vàng kinh hãi, kêu một tiếng, trong mồm nói thầm một ít không hiểu thấu ngôn ngữ, sau đó liền té xỉu đi qua. Lúc này ngục giam ngoại truyện đến âm thanh. Có người gõ cửa hô: "Các ngươi làm cái gì ở bên trong?" insen vội vàng trả lời không có gì mọi chuyện đều tốt hai người vội vàng đem thiếu niên tóc vàng thân thể an trí tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bất kể như thế nào nếu như thiếu niên này bị bọn này phần tử khủng bố phát hiện vậy liền mang ý nghĩa tử vong lôi kéo quá trình bên trong insen cùng tony giật nảy mình bọn hắn phát hiện thiếu niên tóc vàng này lỗ tai rất nhọn rất dài tự như là trong thần thoại cao quý eo đồng dạng. Tony lầu bầu vài câu. Kỳ quái lỗ tai. Thiếu niên này từ đầu đến chân, lộ ra một loại quái gì. Tony đối với Insen cười nói. Hắn sẽ không phải là xuyên qua tới A. Mở qua trò đùa về sau, liền cùng Insen tiếp tục tiến hành sự can đảm của bọn hắn kế hoạch, dù sao cái này liên quan đến lấy hai người sinh tử. Thời gian tranh phân nhiều giây thiếu niên tóc vàng chính là Lâm Khoa, hắn bị Seika Slate lưu thoáng ra một cổ ý thức xông vào đại não, lâm vào hôn mê. Tại linh hồn tầng sâu trong ý thức, lại vang lên gieo đa thanh âm. Linh, ta cần ngươi viện trợ. Lâm Khoa dở khóc dở cười. Ngươi là gieo đa sao? Ngươi tìm nhầm người, ta không phải Linh. Ta chỉ là... Các ngươi trò chơi này player mà thôi. Đa thanh âm ôn nhu tiếp tục vang lên không, ngươi chính là Linh, cứu vớt hy run đại lục anh hùng. Lâm Khoa thần sắc phức tạp. Không, ngươi tính sai. hy run đại lục chỉ là một trò chơi bên trong bình đại. Mà ta cũng chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Ngươi tìm Linh, không phải ta. Ngươi để cho ta trở lại thế giới cũ đi, ta ngày mai còn muốn đi làm. Giao đà nói ra. Vậy ngươi nói cho ta, là ai trải qua ngàn khó vạn hiểm, giải phóng for Divine Beast. Là ai, trèo đèo lội suối tìm được 13 cái ký ức. Là ai, liều mạng đối chiến Ganon, đem ta từ 100 năm trong cơn ác mộng, cứu vớt mà ra. Lâm Khoa thấp giọng nói. Không sai, đều là ta. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Linh chính là player bản thân. gieo đa ngữ khí kiên định. Vậy liền đúng rồi, người chính là Linh. Không may, Ganon cho tàn lại cháy thế mà tại một thế giới khác bên trong sống lại. Thế giới này cần ngươi cùng ta cứu vớt. Lâm Khoa Linh hồi tưởng lại, xuyên qua tới về sau, nhìn thấy nam nhân kia, ngực có hình tròn lò phản ứng phát ra ánh sáng màu lam. Ai ẩn man Tony Stark Ngươi nói là, ngươi, ta, Ganon, đều đi tới thế giới mát vồ bên trong. Zelda nói ra Không sai Linh, ngươi cần mau chống tỉnh lại lực lượng của ngươi. Ta sẽ tại không lâu về sau, cùng ngươi gặp mặt. Trân trọng. Chờ đợi cùng ngươi trùng phùng. Lập tức gieo đa thanh âm, liền biến mất. Linh rất là buồn rầu, thế giới mát vô. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại. Liền không thể chờ một chút sao. Tối thiểu chờ Avenger bốn chiếu lên về sau, để cho ta biết đánh bại Thanos kịch bản lại xuyên qua tốt a, à, linh cố nhiên rất mạnh, nhưng thế giới mát vồ bên trong, sinh vật đáng sợ vô số, linh tối đa cũng liền Captain America trình độ, ứng phó địa cầu sẽ phát sinh đại tai biến, rất miễn cưỡng. Nhưng cảm nhận được nguy cơ đằng sau, linh nội tâm dâng lên một trận hào hùng. Ta hiện tại là linh, mặc kệ là Ganon vẫn là Thanos, hoặc là cái khác cái gì hung hiểm địch nhân, cứ tới đi. Ta không sợ hãi thời gian dần trôi qua ý thức biến mất, lâm khoa linh hồn vỡ nát thành một chùm sáng mảnh vỡ, một lần nữa tụ hợp, biến thành dũng giả linh hình thái. Thế là lại qua nửa ngày, linh tỉnh lại, xoa xoa con mắt, phát hiện trên thân thể mình choàng một bộ y phục, mặc dù bẩn thiểu. Sau đó Tony Stark hướng hắn chào hỏi. Nhà, gieo đà, người rốt cuộc tỉnh lại sao? Linh tại trong hôn mê, một mực nhíu chặt lông mày, bên trong miệng lẩm bẩm một ít nghe không hiểu ngôn ngữ. Lặp lại nhiều nhất một cái từ, chính là gieo đa. Cho nên Tony đem cái này thiếu niên tóc vàng, gọi là gieo đa. Linh tỉnh lại đằng sau, một mực trầm mặt không nói, ngồi ở một bên, chuyên chú nhìn xem bọn hắn công việc, thần sắc có chút ngột ngạt. Insen thử dùng nơi đó ngôn ngữ. Cùng Linh câu thông, nhưng là không có hiệu quả. Tony nói lầm bầm cái này sẽ không phải là đồ ngốc a. À. Nhưng Linh, tự hồ nghe đã hiểu Tony lời nói, bất mãn trừng Tony liếc mắt. Kỳ thật Linh tại thích ứng chính mình thân thể mới. Từ một cái 24 tuổi châu Á nam nhân, biến thân thành 14, 15 tuổi hay là 114, 115 tuổi, thiếu niên tóc vàng, rất không quen. Rất nhanh, qua lại kinh nghiệm chiến đấu, liền khôi phục. Bullet time, shielder turn vân vân. Linh bóp bóp nắm tay, chính mình lực tay rất mạnh, đủ để uống công cốt thét. Hắn lúc trước, có chút xem thường chính mình. Có được Bullet Time, tơn hai đại thần kỹ. Linh không sợ tại thế giới mát vô vô số cường giả. Hắn nhìn thoáng qua Tony. Cái này ngày sau ai ẩn mang, ngay tại vì mình sinh mệnh, liệu mạng lắp ráp áo giáp. Cũng chính là đoạn này cầm tù thời gian, khiến cho Tony start thuế biến trở thành một cái khiên đạn hạt nhân nổ người ngoài hành tinh chân chính anh hùng khôi giáp của bọn hắn chế tác hoàn thành ngay tại hướng tony trên thân lắp đặt hai người đều đặc biệt khẩn trương thời gian cấp bách phần tử khủng bố thủ lĩnh đi vào giám sát trước máy vi tính chỉ nhìn thấy insane một người đối với giá đỡ đang làm cái gì mà tony stark không thấy tung tích nhíu mày hỏi tony stark người đâu thuộc hạ hồi phục mới vừa rồi còn tại cái kia. Thủ lĩnh hung dữ nói ra. Nhanh đi nhìn. Thế là mấy cái cầm trong tay súng trường thuộc hạ, liền vội vàng chạy tới. Mấy cái thuộc hạ dùng sức gõ cửa la lên, không thấy Tony Stark trả lời, thế là trực tiếp đẩy cửa ra, khiên động phía sau cửa buộc chặt bom. ầm vang một cái. Cửa cùng những cái kia phần tử khủng bố, một trận bị nổ thành mảnh vỡ. Thanh này thiếu niên tóc vàng giật nảy mình. Tony nói ra. Nhanh đi khởi động hệ thống động lực. Insen cuốn quyết điều khiển máy tính, hai người lúng cuốn tay chân. Sau đó lúc này, thiếu niên tóc vàng kia nói chuyện. Linh dùng tương đối cứng rắn Anh ngữ nói ra. Mời cho ta một mặt tắm trắng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, Linh trực tiếp ở phần mô tả.